tử vi thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp tước ngày 23 tháng 9 năm 2023 âm lịch ngày mậu thìn tháng nhâm tất năm quý mão. Xung ngày, canh tất bính tuất xung tháng, bính thìn, giáp thìn, bính thân. Bính dần, bính tuất thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 6 tháng 11 năm 2023 tam hợp nâng đỡ, nay là một ngày êm ả đối với người tuổi tí. Có lẽ bạn chưa thực sự hài lòng với những gì mình đạt được. Song đó có thể đã là điều mà rất nhiều người xung quanh ao ước rồi. Nếu công việc không quá bận rộn, bạn có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người. Đồng thời học hỏi những điều hay từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng nắm bắt và chinh phục đỉnh cao mới. Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 23 âm lịch nhân thần ở phía trong, ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường. Trắng, xanh dương quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. Hai, tuổi sửu ngày 6 tháng 11 năm 2023 người tuổi sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá, khiến các mối quan hệ xấu đi nhanh chóng bản mệnh cần chú ý lối hành xử và nói năng của mình. Bởi sự vô ý của mình có thể gây thù chuốc oán với nhiều người xung quanh. Phương diện tài chính cũng không khá khẩm hơn. Bạn cần nhắc nhở mình hạn chế chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết. Khi túi tiền không rủng rỉnh, bạn nên tiết kiệm và dành một khoản đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ hai bạn nên đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ tị, dậu, hợi. Ba tuổi dần ngày 6 tháng 11 năm 2023 thiên quan cản trở, người tuổi dần làm việc gì cũng cảm thấy vướng mắc. Con giáp này cảm thấy rằng xung quanh bạn không có ai đáng tin cậy để nhờ và Chính vì vậy mà bạn luôn phải tự lực cánh sinh trong mọi việc. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh xem sao không nên quá đa nghi, tự cho rằng mình mới là người đúng đắn nhất. Mộc Khắc Thổ, quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không được yên bình. Bạn nghe thấy những lời đồn thổi và nảy sinh lòng nghi ngờ người ấy. Hai người cần nghiêm túc trò chuyện với nhau để tháo gỡ những vấn đề đang xuất hiện. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường. Xanh rêu, xanh lá cây quý nhân phù trợ, ngọ tuất hợi. 4. Tuổi mão ngày 6 tháng 11 năm 2023 xem tử vi chính xác nhất tam hội nâng đỡ, người tuổi mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị. Với người làm ăn kinh doanh bản mệnh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu mở rộng thị trường chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai quý nhân xuất hiện có thể cho bạn thêm những gợi ý đáng giá tuy nhiên mộc khắc thổ cho thấy bạn đang ngày một thờ ơ với nửa kia của mình bạn cho rằng những điều người ấy làm cho mình là đương nhiên nên không biết trân trọng nếu cứ tiếp tục như vậy bạn sẽ làm nửa kia tổn thương đấy giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh ra trời. Xanh rêu quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 6 tháng 11 năm 2023 cục diện tự hình khiến người tuổi thìn trở nên kiêu ngạo bạn sẵn sàng mâu thuẫn với mọi người xung quanh để bảo vệ ý kiến của mình các mối quan hệ xã giao của bạn đang xấu đi rõ rệt người trẻ tuổi cần chú ý học hỏi lắng nghe ý kiến của người khác tránh vì thói ngựa non háu đá mà đưa ra những quyết định khinh suất đẩy bản thân vào những rắc rối không đáng có xung quanh bạn vẫn luôn có nhiều người tài giỏi xứng đáng để học tập trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần nữa khiến bệnh trở nặng. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường vàng. Sám quý nhân phù trợ tí thân, dậu. 6 tuổi Tỵ ngày 6 tháng 11 năm 2023 thiên ấn tương trợ người tuổi Tỵ nhận được sự quan tâm hướng dẫn của cấp trên Bạn nên nhân cơ hội này học hỏi thật nhiều Có điều gì chưa hiểu rõ cũng nên nêu ra để được giải quyết kịp thời chớ nên giấu giếm người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn biết điều gì là tốt nhất cho tập thể của mình, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm giàu cho tất cả mọi người. Hỏa Sinh Thổ, quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của ai đó đây. Hãy thử cho đối phương cơ hội nếu bạn cảm thấy có thiện cảm nhé. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, ngọ, mùi thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 6 tháng 11 năm 2023 hỏa sinh thổ giúp người tuổi ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Ngày hôm nay, bạn có thể vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng với người đã lập gia đình quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn dù có vấn đề gì đi nữa hai người cũng có thể trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm nhờ thế mà những hiểu lầm nhanh chóng được tháo gỡ chính ấn nâng đỡ bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh và được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nhanh chóng nắm bắt thời cơ việc thăng chức tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Giờ tốt, 3 giờ, 5 giờ màu sắc cắt tường, tím, hồng quý nhân phù trợ, dần, mùi tuất. 8. Tuổi mùi ngày 6 tháng 11 năm 2023 kiếp tài gây rối người tuổi mùi dễ gặp phải khúc mắc với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Nếu không chú ý đến cách hành xử, bạn có thể tự đẩy mình vào cảnh bị cô lập không ai giúp đỡ khi đối diện với khó khăn với người làm ăn kinh doanh bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống dù bạn tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh đồng tiền khó chảy được về túi trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thai phụ giường nằm ngủ và phòng vệ sinh do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, mão tị, ngọ. 9 Tuổi thân ngày 6 tháng 11 năm 2023 tam hợp phù trợ, người tuổi thân được cấp trên đánh giá rất cao vì những thành tích mà bạn đã gặt hái được. Trong ngày hôm nay, lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm cơ hội cho bạn thể hiện khả năng của mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, chớ nên lo lắng thái quá. Bạn có nhiều khả năng chưa bộc lộ hết, đồng thời xung quanh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Thổ Sinh Kim, người độc thân đã có những quan điểm cởi mở hơn về chuyện tình cảm, chính vì vậy mà khi được giới thiệu làm quen, bạn không còn hành xử quá tiêu cực nữa. Có thể bạn sẽ gặp được người phù hợp ngay trong hôm nay. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim, Vàng Quý Nhân phù trợ tí, Thìn Tỵ. 10. Tuổi Dậu ngày 6 tháng 11 năm 2023 tử vi cá nhân hàng ngày nhị hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Dậu trên phương diện sự nghiệp. Nhờ đầu óc thông minh và sáng suốt mà bạn có thể nhanh chóng đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề, đồng thời tránh được cạm bẫy của kẻ xấu. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai. Hãy tiếp tục đi theo hướng mình đã chọn nhé. Thổ sinh kim báo hiệu những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình cảm cho bản mệnh. Chỉ cần bạn nghiêm túc với người khác thì ắt cũng được nhận lại sự chân thành của đối phương, quan hệ đôi bên được nâng lên một tầm cao mới. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim sám quý nhân phù trợ sử thìn tỵ mười một tuổi tuất ngày sáu tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi ba người tuổi tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện có thể khiến bạn đánh mất lợi thế ban đầu. Bạn cần phải nhắc nhở mình cố gắng hơn, chớ vội đầu hàng khó khăn nghĩ theo chiều hướng tích cực khó khăn cũng là lúc bạn phát hiện được điểm mạnh của mình thậm chí tìm ra hướng phát triển hoàn toàn mới còn nếu cứ mãi bình yên ổn định bạn sẽ khó có thể bứt phá và tạo ra những thành tích vượt bậc xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành di chuyển khai trương vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12, tuổi hợi ngày 6 tháng 11 năm 2023 thủy khắc thổ cho thấy dấu hiệu bất ổn trong mối quan hệ của vợ chồng người tuổi hợi. Mâu thuẫn nổ ra đã lâu nhưng đôi bên đều cứng đầu cứng cổ. Thích làm theo ý mình nên khúc mắc khó có thể được giải quyết. Dù vợ chồng có đang trục trặc lạnh nhạt với nhau đến mấy thì bạn cũng chớ nên có tư tưởng ngoại tình. Gây tổn thương cho những người thân thương, gắn bó nhất với mình. Hãy trân trọng những gì mình đang có và tìm cách hàn gắn chứ đừng nên hủy hoại. Thiên tài ban lộc người làm ăn kinh doanh gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bản mệnh sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi.